X51 Story mến chào quý thính giả. Nếu là một fan của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, không ai là không biết tới phái Cái Bang với danh xưng thiên hạ đệ nhất bang. Cái Bang là bang đứng đầu, đệ nhất bang, xưng hùng cùng với Thiếu Lâm, đệ nhất phái, và Minh Giáo, đệ nhất giáo chỉ xuất hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Các đệ tử của Cái Bang có quyền học võ của bất kỳ môn phái nào, hay có thể được bang chủ truyền dạy võ công. Nhưng Cái Bang cũng có hai môn võ công chấn phái uy chấn thiên hạ là Hàng Long Thập Bát Trưởng cùng Đà Cầu Bổng Pháp. Hai môn võ này được truyền tụng đời đời, các bang chủ chấp trưởng đại quyền đều biết hai môn công phu này. Trong các nhân vật kiếm hiệp của Kim Dung, Hồng Thất Công được biết đến là bang chủ thứ 18 của Cái Bang, bang hội lớn nhất thiên hạ. Ông có võ công tuyệt đỉnh, nổi tiếng với Hàng Long Thập Bát Trưởng và Đà Cầu Bổng Pháp. Tại cuộc Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Hồng Thất Công trở thành một trong năm người có võ công mạnh nhất gồm Đông Tà Hoàng Dược Sư, Nam Đế Đoàn Chí Hưng, Tây Độc Âu Dương Phong và Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Giỏi võ công là vậy, nhưng nhiều người lại biết đến ông bởi tật xấu, khó bỏ, đó là tính tham ăn. Đây cũng là khiếm khuyết khiến ông trở nên không hoàn hảo. Ông được thiên hạ gọi là cửu chỉ thần cách bởi hai bàn tay chỉ có 9 ngón. Theo lời kể của họ Hồng, ông có điểm đặc biệt, hễ ngón tay trỏ máy động thì sẽ được ăn ngon. Cũng chính vì tham ăn ngon mà ông đã lỡ mất một việc lớn, để đến nỗi một huynh đệ trong Cái Bang bị chết thảm. Quá đau lòng và hối hận, Hồng Thất Công giận dữ rút dao chém phăng ngón tay trỏ. Chỉ còn 9 ngón tay, cái từ cửu chỉ cũng xuất hiện từ đó. Dù mất ngón tay nhưng tật tham ăn của Hồng Thất Công cũng chẳng giảm được chút nào, trái lại, về già ông lại càng tham ăn. Chính ông cũng thừa nhận cứ thấy món ngon ông lại quên mất mọi sự trên đời. Có một Hồng Thất Công tham ăn đệ nhất, nhưng cũng có một Hồng Thất Công anh hùng đệ nhất. Mỗi khi rời khỏi bàn ăn, tất tần tật những gì ông thể hiện là một vị đại hiệp đúng nghĩa, với sự quân tử và nhân hậu ít ai sánh kịp. Âu Dương Phong vốn là kẻ xấu xa, nhưng ông sẵn sàng cứu giúp khi bị thanh cột cháy suýt đè lên người. Chỉ vì việc nghĩa mà Hồng Thất Công bị Tây Độc cho rắn cắn, lại dùng chưởng đánh ông đến tàn hại. Những tưởng sau này Âu Dương Phong trở thành kẻ đại thù, nhưng Hồng Thất Công vẫn chưa bao giờ tìm cách gây khó dễ. Thậm chí sau này, khi về già, họ gặp nhau lần cuối tại đỉnh Hoa Sơn và quyết đấu thì sau cùng Hồng Thất Công và Âu Dương Phong cùng ôm choàng lấy nhau cười cho đến chết. Việc đối xử với Âu Dương Phong là phản chiếu rõ nhất cho cái khí khái quân tử cũng như lòng vị tha hiếm có trên đời của Hồng Thất Công. Chỉ chừng đó thôi đã thể hiện rõ cái hiệp nghĩa của vị bang chủ lừng lẫy. Trong lịch sử chiến tranh giữ nước và giải phóng dân tộc, người Việt đã xây dựng riêng cho mình một nghệ thuật chiến tranh đặc biệt mà ở đó mỗi người dân đều là lính, mỗi làng bản đều là pháo đài đánh giặc. Không chỉ vậy, trong chiều dài lịch sử anh dũng đó đã xuất hiện những đội quân kỳ lạ, cho thấy sự độc đáo, sức sáng tạo phi thường của dân tộc Việt Nam. Tình báo là hoạt động điều tra, thu thập, nghiên cứu, tổng hợp, xử lý những tin tức, tư liệu bí mật về quân sự, chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế của đối phương. Hoạt động này xuất hiện cùng với sự ra đời của nhà nước. Trên cơ sở các thông tin thu thập được sẽ có những đánh giá và xử lý để đưa ra những quyết định, đặc biệt là liên quan đến chính sách đối ngoại và quốc phòng. Ở phương Đông, nhà quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, thế kỷ 4 và 5 trước công nguyên, là Tôn Tử. Bằng tài trí của mình đã giúp vua Ngô cải cách chính trị ở trong nước và chỉ huy quân đội phá nước Sở hùng mạnh ở phía Tây, uy hiếp nước Tấn ở phía Bắc. Ông chuyên tâm nghiên cứu các vấn đề quân sự, đúc kết nhiều kinh nghiệm của chiến tranh ở trước và trong thời kỳ Xuân Thu Xiến Quốc rồi viết thành bộ binh pháp gồm 13 thiên binh, thường được gọi là binh pháp Tôn Tử. Trong tác phẩm này, Tôn Tử đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để giành chiến thắng trong chiến tranh, xem xét sự phụ thuộc của binh thế vào sức mạnh của quốc gia, sự ảnh hưởng của thời thiên địa và vai trò của người chỉ huy đối với tác chiến, đặc biệt là ở thiên thứ 13 có đề cập đến hoạt động do thám, gián điệp với tiêu đề là phép dụng gián, dùng trinh thám. Trong cuốn Binh thư yếu lược, ở phần phép dùng gián điệp của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng có đoạn nói về vai trò quan trọng của hoạt động do thám. Gián điệp như sau: phàm dùng binh trước hết phải dụng gián để thăm dò mà tùy cơ ứng biến, hoặc thăm dò để biết bên địch có việc tranh trường, có sự không hòa. Công việc của gián làm, xem việc mà cử ra thì thấy có tám thuật: lấy sứ giả làm gián điệp, lấy người của địch làm gián điệp, tung tin giả, phao tin tâm lý, mua chuộc đốt lót, kích động, gièm pha. Dụng gián là việc linh hoạt, cơ mưu không thể lường. Hoạt động tình báo, gián điệp đã được các triều đại phong kiến Việt Nam coi trọng và áp dụng khá hiệu quả trong chiến tranh giữ nước, đặc biệt là thời Lý, Trần và hậu Lê. Thời kỳ Bình Định Vương Lê Lợi khởi nghĩa chống giặc Minh xâm lược, có một người đã tổ chức đội quân thu thập tin tức dưới hình thức rất đặc biệt, đó là Phạm Ngụ Thư. Ông quê ở làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, lộ Hải Đông, nay thuộc xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Ông là cháu ba đời của danh tướng Phạm Ngũ Lão, bậc đại công thần tài kiêm văn võ nổi tiếng triều Trần. Xuất thân trong gia đình gia thế nhưng từ sớm ông đã mồ côi và được thân phụ gửi ông cho Trần Nguyên Hãn chăm sóc. Dưới sự che chở và dạy dỗ từ Trần Nguyên Hãn thì Phạm Ngũ Thư học rộng hiểu sâu, đến năm 20 tuổi thì đỗ kỳ thi hội và làm quan dưới triều đại nhà Trần. Trần Nguyên Hãn hợp mưu với tướng Trần Khát Chân và một số vương hầu nhà Trần mưu sát Hồ Quý Ly trong hội thề ở núi Đốn Sơn và bị phát hiện. Khi Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần,
Phạm Ngũ Thư từ quan vệ ẩn rồi xuất gia tu hành tại chùa Vân Yên trên dãy núi Yên Tử vùng Đông Bắc với pháp danh là Chí Lâm. Tình hình xã hội nước ta bấy giờ có những diễn biến phức tạp, nhà Hồ sụp đổ, quân Minh kéo vào xâm lược, các cuộc khởi nghĩa chống giặc lần lượt bị đàn áp dã man, triều hậu Trần cũng không tồn tại được lâu. Hoàn cảnh đó đã tác động nhiều đến tâm trí Phạm Ngũ Thư, ông quyết định hoàn tục lấy vợ sinh con, muốn làm tròn nghĩa vụ của người trai thời loạn, tham gia lực lượng kháng chiến chống quân Minh của nhà hậu Trần. Mấy năm sau, nhà hậu Trần bị diệt khi cả hai vua đều tuẫn tiết vì nước Do không kháng cự nổi sự đàn áp của giặc Minh. Nghe tin cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, ông tìm vào Thanh Hóa xin đầu quân, cùng nếm trải gian lao khó nhọc với nghĩa binh hơn 10 năm trời. Để thăm dò sự điều động binh lực cũng như nắm tình hình của giặc, Phạm Ngũ Thư đề nghị và được Bình Định Vương Lê Lợi chấp thuận cho thiết lập hệ thống tình báo với nhiều đối tượng cài vào hàng ngũ ngụy quan, ngụy quân cũng như trong xã hội dưới các vai nhà buôn, học trò. Trực tiếp điều hành mạng lưới thu thập thông tin, Phạm Ngũ Thư còn giả trang thành người ăn xin để đi lại khắp nơi mà giặc chẳng nghi ngờ. Cũng nhờ đó mà ông nhận thấy lợi thế của những người hành khất vì càng dơ giấy, cùi hùi ghè lờ thì lại càng được việc. Họ có thể, một gậy, một bị khắp nơi tung hoành, liều mạng cùi, xông bừa vào chỗ đóng quân, kho lương của địch để quan sát và la cả khắp nơi để truyền tin nhanh chóng mà an toàn. Từ đó Phạm Ngũ Thư tạo dựng thêm nhiều tay mắt trong giới cái bang. Hệ thống tình báo này hoạt động đắc lực, góp phần quan trọng vào thắng lợi của nghĩa quân Lam Sơn, quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giành lại nền độc lập. Năm Mậu Thân, tức năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đặt niên hiệu Thuận Thiên, đến tháng 2, định công phong chức tước, ban thưởng cho các công thần chia làm 4 hạng, gồm 339 người có nhiều quân công nhất, trong đó có Phạm Ngũ Thư. Ông được phong làm trung lượng tả phụng thần vệ quân, tước đại trí tự nhưng ông viện cớ tàn tật để khước từ quan chức xin về quê sinh sống, chỉ nhận tước và phần thưởng là 200 mẫu ruộng rồi đem chia hết cho dân nghèo để trồng cấy. Lại nghĩ đến cảnh nhiều người còn khổ cực, Phạm Ngũ Thư nói với vợ rằng, thời lang thang lo việc nước, ta đã chung sống với giới ăn xin, cảm thông được nỗi đau thương chua xót vô biên của những con người khốn khổ bị xã hội khinh khi ruồng rẫy. Ta hằng phát nguyện sẽ chia sẻ, cứu giúp xoa dịu thương đau cho họ. Dặn vợ con làm nhiều hơn nữa việc thiện, phát tâm giúp đỡ kẻ khó, rồi ông ra đi, tay chống gậy trúc, áo quần rách dưới, ăn xin sống qua ngày nay đây mai đó, để hiểu nỗi đau thương mà san sẻ, an ủi họ người cùng cảnh ngộ, lựa lời nhắc nhở họ về lý nghiệp báo, khuyên họ xả bỏ thù hằn, nghi kỵ, chán nản mà khơi nguồn cho niềm lạc quan và tình người tuôn chảy. Thế là viên thủ lĩnh của đội quân cây bang hoạt động tình báo năm nào nay lại trở về với những con người cùng khổ cho đến lúc cuối đời. Trên bia mộ của ông chỉ khắc dòng chữ Phạm Khất Sĩ Chi Mộ, mộ của người ăn mày họ Phạm. Ngày nay tại làng Thư Lang, nay thuộc xã Thư Lang, tỉnh Hà Nam, vẫn còn đền thờ Phạm Ngũ Thư. Bao đời nay người dẫn vẫn hương khói để ghi ơn công lao và ân đức của vị thành hoàng làng mình, người có cuộc đời đặc biệt một như huyền thoại. X51 Story luận bàn. Công thành, danh toại, thân thoái, thiên chi đạo, công danh đều có được rồi thì nên thoái lui, đó là hợp với đạo của trời. Công thành thân thoái không chỉ là sách lược trí tuệ, mà người hiểu được công thành thân thoái còn là người nắm chắc được thời cơ, đạt đến trạng thái nhân sinh cao thượng. Phạm Ngũ Thư thuận theo đạo của trời mà được an yên đến hết đời, thoát được kết cục bi thảm như tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.